Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, mỗi con giáp đều mang cho mình một số mệnh riêng. Có những con giáp đặc biệt sinh ra đã có số làm đại gia. Họ có thể sinh ra trong gia đình quyền quý, thừa hưởng gia tài của cha mẹ, hoặc họ có tài năng, thông minh bẩm sinh nên dễ dàng thành công trong các thương vụ, hay kết hôn với người bạn đời là đại gia thành đạt. Cũng có thể họ may mắn trúng số. Ngày nay không chỉ nam mà lượng nữ đại gia cũng tăng đáng kể. Sau đây là những con giáp thường có số may mắn về tài lộc, muốn nghèo cũng khó. 1. Nữ tuổi Tỵ. Nữ tuổi Tỵ rất đơn giản, không có quá nhiều yêu cầu. Đối với họ, cuộc sống cứ bình bình yên yên là tốt nhất. Họ tốt bụng, không thù dai, biết cách đối nhân xử thế, nên khi đối diện với mẹ chồng, ưu điểm này của họ sẽ phát huy tối đa tác dụng. Vì tâm tư đơn giản nên họ luôn cho rằng người khác tốt với mình thì mình phải tốt với người ta. Đây là đạo lý thường tình. Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa nữ tuổi Tỵ và chồng cũng càng ngày càng sâu đậm theo thời gian. Họ ít khi cãi vã, luôn đầm ấm, vui vẻ, gia đạo vạn sự như ý, tài lộc theo đó mà cuồn cuộn tràn vào, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. 2. Nữ tuổi Dần. Nữ tuổi Dần cực giỏi trong việc đối nhân xử thế. Ngoài đời nhìn họ mạnh bạo vậy thôi, chứ ở nhà họ dịu dàng và xa dáng con gái lắm. Nữ tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng. Gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý, thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao, nên dù đi đâu làm gì, họ đều thuận lợi hơn người khác. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn. Họ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo. Nữ tuổi Dậu có số vượng phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu, tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ. 3. Nữ tuổi Dậu. Nữ tuổi Dậu thường rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để họ đọc được suy nghĩ của đối phương. Họ trời sinh đã là báu vật của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có gì tốt nhất đều dành hết cho họ. May mắn hơn nữa là nữ tuổi Dậu, một khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn, cuộc sống tình cảm giữa hai người sẽ càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn đấy, nhưng với mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ai nhớ lâu thù dai. Đã vậy, nữ tuổi Dậu còn rất có chính kiến, ngay cả khi đối diện với vấn đề muôn thuở là mẹ chồng nàng dâu, họ cũng có cách thức riêng giúp gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc. Con gái sinh ra vào con giáp này có số vượng phu ích tử, bản thân họ phúc vận cũng dồi dào. Nữ tuổi Dậu còn có điểm cộng là rất chăm chỉ, có tầm nhìn xa, biết chăm lo cho gia đình và là người khôn ngoan, nhẫn nại. Họ luôn hòa đồng, ngọt ngào nên rất được lòng người khác giới. Họ cũng thuộc tiếp con gái có bản lĩnh vững vàng, kể cả việc cạnh tranh cũng không làm họ nản lòng. Bởi thế nên nữ tuổi Dậu còn rất phù hợp với chốn hào môn, dễ trở thành nữ đại gia tự thân. 7 nét tướng mặt của người phụ nữ số mệnh giàu sang, về già an nhàn, sung sướng. Vận mệnh giàu sang của một người không chỉ thể hiện qua tử vi
mà nó còn hiện rõ qua nét tướng trên mặt của họ. Dưới đây là 7 đặc điểm thường gặp của phụ nữ số đại gia. 1. Tướng cằm trẻ. Nhân tướng học có nói, người phụ nữ sở hữu tướng cằm trẻ thường sống tình cảm, yêu thương gia đình. Dù làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của gia đình lên trên hết. Tướng mặt phụ nữ giàu sang thường có đặc điểm nổi bật là hai cằm. Cằm giống như kho của cải của người phụ nữ, càng dày thì càng có nhiều tiền tài. Những người phụ nữ có hai cằm còn được gọi là những người có tướng giúp chồng. Nó không chỉ đem lại may mắn cho bản thân mà còn giúp cho sự nghiệp của chồng. Những người phụ nữ có tướng mạo như vậy luôn có tài vận tốt, càng về già càng gặp nhiều may mắn. 2. Tướng mặt tròn, miệng đầy đặn, môi đỏ. Tướng mặt tròn, miệng đầy đặn, môi đỏ là quý tướng. Những người mang tướng mặt này đa phần đều là phụ nữ phúc hậu, luôn biết kính trên nhường dưới, hiếm khi tranh cãi hay để nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Thêm vào đó, những người phụ nữ sở hữu khuôn miệng đầy đặn là người thông minh, nhân hậu, tài năng hơn người. Những người này sẽ giúp ích nhiều cho chồng trong việc phát triển sự nghiệp sau này. Môi đỏ, biểu hiện của sức khỏe tốt, đồng thời sẽ có nhiều sự may mắn trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân. Phụ nữ sở hữu nét tướng này có số đại phúc, gặp họa không chết, biến nguy nan thành cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ. Hễ gặp khó khăn, có người tới trợ giúp, dễ dàng gặt hái thành công. 3. Tướng mũi to. Theo nhân tướng học, những người sở hữu tướng mũi to thường có tính tự chủ và ý chí phấn đấu vì sự nghiệp rất cao. Những người này có mối nhân duyên tốt đẹp, tài vận cũng vô cùng mỹ mãn. Đặc biệt hơn, họ rất có khả năng quản lý tiền bạc và đầu tư tài chính. Họ thường là những người rất hạnh phúc trong tình yêu, dựa được vào chồng, cuộc sống sung túc và đầy đủ, càng về già càng giàu có. 4. Tướng cổ vừa vặn, tương xứng với đầu và mặt. Cổ là bộ phận để nâng đỡ đầu, nối liền với cột sống, có tác dụng như trụ cột của cơ thể người. Cổ là một tiêu chí để đánh giá vẻ đẹp của hình thể và cũng là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của con người. Nếu tướng cổ vừa vặn, tương xứng với mặt và đầu, là tướng người cao quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Theo quan điểm của người Á Đông, cổ được coi là giường cột của con người, nên xét một cách tổng quát thì cổ nầy nở, tròn đầy, cứng mạnh là tướng tốt, phú quý đầy nhà. 5. Nốt ruồi quanh mắt. Nếu có nốt ruồi ở quanh mắt, nhân tướng học gọi đó là nốt ruồi đào hoa, mang tới nhân duyên tốt đẹp, tình yêu và hôn nhân đều thuận lợi. Tuy nhiên, những phụ nữ này lại thuộc tiếp người không muốn kết hôn quá sớm mà sẽ tập trung phát triển cá nhân về sự nghiệp, theo đuổi sở thích và quyết tâm xây dựng nền tảng vật chất vững chắc trước khi lập gia đình. Do đó, những người phụ nữ này càng về già càng gặt hái được nhiều may mắn và thành công. 6. Gò má cao. Những người phụ nữ có hai bên má cao vừa phải sẽ là những người nội trợ đảm đang, là hậu phương vững chắc cho người chồng sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống cũng giàu có và an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính, đặc biệt là hậu vận. Những đặc điểm chung của người phụ nữ có số giàu sang. Bạn thân mến, vận mệnh giàu sang của một người mặc dù đã được định sẵn khi sinh ra, tuy nhiên trong suốt thời gian sống, nếu người đó biết phát huy tài năng và tu dưỡng tâm tính, thì điều may mắn này sẽ kéo dài mãi tới lúc về già. Ngược lại, nếu người này ỷ lại lười biếng, ham chơi, tâm tính nhỏ nhen, độc đoán, thì vận số này chắc chắn sẽ thay đổi. Cho nên, đa số
những kiểu phụ nữ có số giàu sang, họ thường có những đặc điểm chung như sau. 1. Coi trọng việc học, phát triển bản thân. Nhiều người cho rằng chỉ cần một ngoại hình xuất sắc sẽ giúp phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, giá trị thật sự của người phụ nữ không đến từ những gì cô ấy mặc, cái túi mà cô ấy xách, mà là những gì mà cô ấy có thể mang đến cho xã hội, những lời cô ấy nói, cách cô ấy đối xử với mọi người xung quanh. Việc học không chỉ là học kiến thức cứng từ sách vở, trường lớp, mà còn là sự học hỏi những kỹ năng mềm, những kiến thức xã hội, là những điều sẽ giúp phụ nữ phát triển bản thân cũng như thấu hiểu mình hơn. Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ biết tập trung vào bản thân mình và luôn nỗ lực trau dồi sự thông minh, nhìn xa trông rộng, nên sự nghiệp của họ không ngừng thăng tiến. Về già, phú quý, giàu sang hưởng trọn. 2. Không bị tác động từ yếu tố xung quanh. Người ta bảo rằng vì bạn là nữ nên bạn không được làm những vị trí cao, không nên học tập quá nhiều, hay việc của bạn là luôn phải ở trong bếp. Nhưng các bạn đừng bao giờ để những định kiến ấy khiến bạn mất niềm tin vào bản thân mình. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta đều có quyền được sống theo cách mà chúng ta muốn, tự mình lựa chọn những điều chúng ta cần thay vì nghe theo lời nói của người khác. Phụ nữ hiện đại lại càng đề cao sự mạnh mẽ, tự xây dựng cuộc sống để hướng đến những giá trị xứng đáng với bản thân. 3. Độc lập tài chính. Tư duy của những người phụ nữ giàu sang là phải tự lập về tài chính, vì độc lập sẽ đem lại tự do. Khi tự do, ắt hẳn sẽ hạnh phúc. Phụ nữ không nên phó mặc cuộc đời mình vào một ai khác, cho dù có là người yêu hay chồng. Ai đó có thể nói với bạn rằng là con gái thì không cần kiếm nhiều tiền, nhưng họ lại không nói khi bạn không thể tự kiếm tiền và tự tạo ra giá trị cho bản thân. Bạn cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Sự độc lập về tài chính cho phép bạn có thể đầu tư vào bản thân hay tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống mà không cần xin phép ai khác. Độc lập về tiền bạc cũng là một cách để nâng cao sự tự tin của bản thân, và đó là một tư duy đúng đắn và đáng để các bạn cân nhắc trên hành trình trau dồi bản thân. 4. Sống bao dung, rộng lượng, không đố kỵ, ganh ghét. Một người phụ nữ sống bao dung độ lượng với nhân thế lại thường thể hiện ra phong thái quý phái cao thượng, tự do, tự tại. Bởi vì trong tâm họ chẳng hay mảy may suy nghĩ nhiều, trong lòng ít để tâm chuyện gì. Họ luôn có sức hút với những người tài giỏi từ nguồn năng lượng tốt lành bên trong. Họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, chất lượng xung quanh, nên việc làm giàu là điều không khó với những người phụ nữ này. 5. Sống có hiếu với cha mẹ. Bách thiện hiếu vi tiên. Hiếu thảo chính là cái gốc của vạn thiện. Đây là nền tảng để phát triển nên đức hạnh của một con người. Đặc biệt là phụ nữ lại càng phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Những người phụ nữ càng hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, thì càng được thần Phật ưu ái, phù hộ độ trì, vận khí tài lộc luôn rộng mở. 6. Sống cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Giúp đỡ người khác chính là một cách tích phúc, tích đức, không chỉ cho đời mình mà còn mang lại phúc phận cho đời con cái mình sau này. Vậy nên đã làm phúc thì đừng mong người khác trả ơn, bởi mong được trả ơn chính là trong tâm bạn có sự toan tính. Khi giúp đỡ người khác như thế thì tâm không sáng. Khi bạn giúp đỡ người khác, vậy đừng mưu cầu sự báo đáp, hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên và điều tốt đẹp sẽ tự khắc đến với bạn. Phổ biến nhất là cuộc sống của người này muốn nghèo cũng không được. Bạn thân mến, trên đây là cách nhận diện những cô nàng có số giàu sang phú quý. Quý thính giả nào thuộc đối tượng trên thì hãy gìn giữ phúc đức này thật tốt, thì về già sẽ an nhàn hưởng thụ.
Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.